anh tránh ra. Anh có tư cách gì mà động vào người tôi chứ? Anh xin lỗi. Anh cút đi. Kìa, Lan Anh, Lan Anh. Gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh ạ. Anh đâu đây? Anh cho em hỏi cái bạn nữ ở phòng này, bạn đâu rồi anh? À, cái đứa ở đây gì? Vâng. Ôi, hôm trước chả biết nhà nó có chuyện gì, thấy nó nửa đêm nửa hôm đấy nó bỏ đi rồi. Nó xuống nó gõ cửa, nó bảo anh cho em ra phòng đi rồi. Thế bạn ấy đi lâu chưa anh? Anh có biết bạn ấy đi đâu không ạ? Trước thấy chỉ thấy bảo là nhà có việc gì đi xuống xin phép giả phòng rồi chưa chìa khóa thôi là về rồi. Vâng, vâng, thế em cảm ơn anh nhé. Có gì thế ra nhá. Vâng. Nếu mà cô ấy quay lại tìm phòng thuê phòng cho các điện tôi báo. Vâng. Cho tôi cái số nhá. Vâng, vâng. Rời xa gia đình, cuộc sống rất là vất vả. Tất cả mọi thứ đều đến tay mình phải lo. Nhưng tôi luôn có suy nghĩ rằng
mình phải cố gắng, nỗ lực thì thành công sẽ đến với mình. Nhưng cái tâm lý của tôi thì không cho phép tôi làm điều đó. Tôi hay bị suy nghĩ quá là nhiều, suy nghĩ về những câu chuyện buồn, những gì đã xảy ra với tôi. Và đó chính là nguyên nhân khiến cho tôi bị tiêu tụy, không làm được việc gì cả. Đây là bệnh nhân nào tên Lan Anh không ạ? Bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu. Dạ, dạ vâng, cho cảm ơn ạ. Bác sĩ ơi, em cháu bị làm sao vậy ạ? Bệnh nhân đang còn yếu, mời chị ra ngoài, chúng tôi trao đổi thêm. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị sang chấn tâm lý, mời chị qua phòng chờ. Alo bố ạ. Em Lan Anh đang cấp cứu trong bệnh viện, bố mẹ đến ngay đi ạ. Dạ vâng ạ. Vâng vâng.
tỉnh rồi à? Em muốn ăn hay uống gì không? Để chị lấy. Em thấy trong người thế nào rồi? Lan Anh, chị có mua ít cam để chị vắt cho em uống nhá. Em phải uống một chút vào thì mới có sức chứ. Chứ em như thế này thì làm sao mà lành bệnh được. Em phải ăn uống vào thì mới có sức khỏe để chạy theo đam mê của em chứ. Chứ em cũng không ăn uống gì như thế này thì làm sao mà có sức được. Vậy chị đợi cho em một chút nữa cam. Để chị đi lấy luôn. Để chị đỡ em giận, uống nước cam cho dễ nhá. Vâng, chị đỡ em lên một chút đi. Uống một chút đi. Em uống thêm một ít đi. Uống thêm một chút vào để có sức khỏe chứ. Chị cất đi cho em. Sao em lại tự làm khổ bản thân mình như vậy? Em có biết chị và bố mẹ lo lắng cho em như thế nào không? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì gia đình mình vẫn luôn ở bên em mà. Mai chị và bố mẹ vào thăm em nhá. Chị đừng có gọi họ vào đây nữa. Em không muốn gặp họ. Có chuyện gì thì vẫn phải để cho bố mẹ biết chứ. Em cứ như thế này thì gia đình mình lo cho em lắm đấy. Lo à? Họ không lo gì cho em đâu. Em đừng nói như vậy. Bố mẹ lo cho em lắm đấy. Chị cũng vậy. Chị rất là lo cho em. Nhìn thấy em như thế này chị đau lòng lắm. Chị đau lòng. Ai báo cho chị biết? Đấy, vào trong đấy. Cái điều đó quan trọng nữa. Được bây giờ là em phải ăn uống và được nghỉ ngơi đầy đủ để còn mau lành bệnh nữa. Nghe chị đi. Để mai chị bảo bố mẹ vào thăm em. Chờ em gặp họ em sẽ ốm nặng thêm thôi. Em không sao hết, em rất khỏe. Chị đi về đi. Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy được không hả Lan Anh? Em có biết chị và bố mẹ lo lắng cho em như nào không? Em nói là em không sao hết. Em không muốn nói chuyện với chị nữa, cũng như họ. Em không muốn gặp họ. Thôi em nghĩ đi, em đừng nói gì nữa. Em nghĩ một chút đi. Dạ. Thôi, đi trước đi. Bố mẹ đến thăm em này. Sao con lại tự hành hạ bản thân mình thế này? Mẹ thì mẹ nói con vậy thôi. Nhưng người mẹ nào cũng thương con. Con như này mẹ đau lòng lắm. Chị bảo họ về đi. Em không muốn gặp họ. Sao con lại nói thế? Dù sao bố mẹ vẫn là mẹ của con mà. Thế bác sĩ nói bệnh tình của em có thế nào rồi? Còn con đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói chỉ cần để em đi nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng đầy đủ thì em sẽ mau lành bệnh. Con đã nói là không sao hết.
bố mẹ với chị đi về đi. Sao con lại nói thế? Mọi người là người nhà của con mà. Con đang rất là mệt, con không muốn nói chuyện gì với mọi người hết nữa. Mọi người muốn ở đây chăm sóc cho con. Ba đừng nói, không cần nói gì hết. Bây giờ con đang để cứ bình tĩnh lại đi. Bây giờ con ở lại đây nhá, chăm sóc cho anh em gái. Dạ vâng. Con đang bố mẹ bây giờ tiếp xúc với em con cũng chưa phải lúc. Rồi bà nghe thôi, cứ đi về đi. Ông cứ về đi để tôi ở lại chăm sóc con. Không sao đâu, bố mẹ cứ ra ngoài trước đi. Con ngồi với em một chút. Không sao đâu, mẹ sẽ ở đây chăm sóc con. Cho đến lúc con đến tuổi, con sẽ về cùng cả nhà và mọi người. Mọi người ở nhà luôn mong lại con về. Bố mẹ cứ để em bình tĩnh đã. Bố mẹ cứ ra ngoài đi. Có gì con sẽ nói chuyện với em. Thôi tôi nghĩ là bây giờ tôi với bà cứ đi ra ngoài đi. Để cho hai chị em nó ở đây trông nhau. Bố nói đúng rồi đấy. Mẹ cứ ra ngoài trước đi. Có gì con sẽ nói chuyện với em. Mẹ không về. Hai bố con muốn về thì cũng về, về đi. Con tôi chăm. Tôi thật khó hiểu với bà quá. Lúc đuổi nó đi thì đuổi bằng được. Thôi ông im đi, ông đừng có nói nữa. Thôi cứ quyết định vậy đi. Tí nữa có gì thì con về cùng bố mẹ nhé. Thôi được rồi, mẹ con đã nói như vậy rồi. Bố mẹ sẽ quyết định và ủng hộ theo sự lựa chọn của con. Bố mẹ đã nói như vậy rồi thì em nghe là bố mẹ đi về cùng mọi người đi. Thôi bây giờ mọi người ra ngoài mua cái gì cho con ăn cho nó khỏe lại để cùng lấy sức để cùng về. Có thật là bố mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con không? Con về nhà có gì bố mẹ sẽ ủng hộ con. Mọi quyết định của con bố mẹ sẽ ủng hộ cho con. Mẹ đã nói như vậy rồi thì con sẽ theo bố mẹ về nhà. Trang để tôi bắt đầu vào cuộc sống này, bắt đầu vào một cuộc đời mới.